E 64 này. Tam C. Sao hỏi chú? Cháu không hút chú ạ. Vâng. Rượu bia cháu còn không uống nữa cơ. Có thể lắp phiếc đi nha, chồng đi giải dây. Bút ở đấy. Đây, mở ra ngăn này. Cháu gửi cái tài khoản mình camera ấy cho chị đăng nhập vào nhà đọc lắp xong chưa, rồi. nhà xây nhà năm ngoái mới lắp chưa. Vâng. Vâng. Sao mà chưa thì không biết có chưa. Chú cứ hỏi chị xong rồi nếu mà chị cần lắp thì chú cho số 6 tư vấn cho chị ý ạ. Nếu mà cháu mở cửa thì chắc chú lắp lâu rồi nhỉ? Vâng. Đúng rồi. A few moments later. Thank you.